bãi đỗ xe ô tô quận Sơn Trà. Sau khi chúng ta tham quan bãi biển Phước Mỹ, bây giờ mời bà con quý vị và các bạn chúng ta cùng ngắm cái cảnh bây giờ là tràng vàng tối rồi trên sông Hàn, ngay cái vị trí cầu rồng, một con rồng vươn ra biển Đông. Chúng ta ngắm cảnh cầu rồng và về phía hạ nguồn sông Hàn so với cầu rồng. Đà Nẵng thật là rực rỡ. Đây là đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Từ đường Trần Hưng Đạo bên cạnh sông Hàn, cách khoảng 50m, chúng ta thấy một khu chợ đêm rất là rực rỡ. Đấy là chợ đêm Sơn Trà. Sơn Trà Night Market. Một cái hàng chào đón bà con đầu tiên, đó là cái hàng handmade, sách tay, túi sách, quạt và cả cái vật dụng khác. Mua gì đi? Quạt à? Nóng quá. Cái 25.000 một cái quạt giấy. Ngọc hả? Bà có vòng thêm vòng nữa hả? Đà Nẵng, Việt Nam. Một cái phố đêm bên thầy rất là nhiều hàng hóa để mua sắm. Một cái tuyến rất là dài luôn. Và bên liệt qua hàng ăn cũng vậy, thấy rất là rộng bà con ạ. Có cả hàng áo quần các kiểu, nam nữ gì cũng có cả, dài thượt đến xa kia luôn. Bên thầy hàng cũng rất là nhiều, nhưng mà người mua hiện thì giờ này tầm cỡ 7:20, chưa đông người. Bây giờ xin mời bà con quý vị và các bạn chúng ta qua một cái khu hàng rất là hấp dẫn, sôi động, đó là cái hàng ăn. Và cái thời điểm này là cùng cái thời điểm mà bà con thường ăn tối. Chúng ta cùng xem có cái món gì ngon thưởng thức buổi tối luôn bà con ha. À, phía sau này, có nước uống luôn. À, để tìm người thân rồi đã. Tàu ghé ủng hộ em nha. Mua gì là gì? Ăn ở ngoài sẵn nha ông anh ơi. Bàn ghế phía sau rộng rãi gia đình ngồi đi. Cảm ơn em, trông rất là ngọt. Cả nhà ngồi đây ăn rồi. Bên này ta đi xem một vòng nữa bà con ha. Bên thầy từ cái cổng vào cho đến đoàn này tầm cỡ 100m rồi, thầy toàn hải sản. Sáu nữa. BBQ. Heo bà con. Bánh tráng thịt heo, bánh đập, bánh căng, bánh xèo. Hàng này bên thầy rất là thơm ngon. Chào hàu, chào nghêu, bánh canh cá, crep chuối, bánh takoyaki. Chúng ta đứng cuối cái hàng ăn này nhìn lại đằng kia. Bên ăn chiều dài tầm cỡ 200m. Phần lượng là hải sản.
BBQ đặc sản Đà Nẵng, bao gồm bánh xèo, bánh căng, nem lùi, bánh cuốn, rám cuốn. Ồ, rất là thơm cái mùi tôm nướng, cá nướng, mực nướng, cua nướng. Pizza, phở lấu, dim sum, bánh mì, mì trộn. Tao hồ lựa chọn món ăn bà con ơi. Bún hải sản, bún bò Huế, bún chả cá, phở bò, phở gà, hủ tiếu. Một cái hang có bún bò Huế bà con ạ. Đi một vòng đòi bún tí nữa chúng ta ghé thưởng thức bún bò Huế. Anh có người ngồi trong kia rồi à. Chưa có món gì hết à? Đi sao hai xa? Đó, hai được. Chị hàm chi? Việc riêng ghen. Nhờ thủ quỷ mua một tô bún bò Huế. Đi đâu cũng nhớ về quê hương, nhớ về Huế. Em bằng bún bò Huế mà có phải người Huế không? Em cũng phải người Huế anh à. Em làm bếp thì cái món gì cũng biết làm. À, được hết. Mối này rồi chứ hai chị. Nồi nước dùng để chan đấy. Xem bà chị à. Bà chị là hai, đây là hai miếng này. Tí tí à. Không được, tôi nhiều không được, để ăn vào bưng luôn. Tại vì ở đây là đông là không biết ngồi chỗ nào, em cứ bê cái tô này đi mất nhiều lắm. Đi mất tô á, để mang sang quán khác thì nhiều khi họ dọn đi mình không kịp sang lấy á, nào mất anh, tô. Anh ăn cay không? Ít thức ăn cay, ít thức. Người Huế là phải có ăn cay như mày. Rồi. Đơn này 50 cha chị cả. Bò Huế tại chợ đêm Đà Nẵng bà con. Bà con thấy hấp dẫn không? Chào. Đi đâu cũng nhờ Huế, mời bà con chúng ta thưởng thức bún bò Huế. Tại một cái chợ rất là hiện đại. Chỗ này bên nhớ là phường An Hải Tây, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bà con. Chỗ bún bò chúng ta thấy cũng có cả các thành phần phổ biến, cục huyết, giò heo. Ồ, nhưng mà cục này hơi bị sương mất rồi. Rồi lưỡi heo. À gì nữa? Cục chả. Mọi người đã ăn xong. Bây giờ thì bên đây bà con đến tham quan, ăn uống, mua sắm càng lúc càng đông. Giờ thì tầm cỡ 7:30. Nói chung hôm nay đến đây thì bên cũng thưởng thức được một vài món. Các món khác thì không biết như thế nào. Nhưng cả cái món bên thưởng thức thì thầy so với Huế, bên có thể nói là nếu bà con muốn ăn thì đến Huế để ăn vừa ngon vừa rẻ. Còn cái khu này thì bên thầy đối với bên thì vừa không hợp miệng bên, đồng thời cũng cao giá so với túi tiền của mình rất là nhiều. Các món hải sản, ốc, rồi trìa, hàu, hết. Bên xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với bên chúng ta thăm cảnh quan đây đó. Hôm nay chúng ta đã tham quan Đà Nẵng, chợ đêm, bao gồm các cái mặt hàng lưu niệm, áo quần rồi là ẩm thực. Rất là đông người. Nhưng mà khẩu vị của bên thì chưa hợp. Kính chúc bà con luôn vui khỏe, mọi sự tốt lành. Hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn ở các lộ tại liên tiếp theo. Không quên subscribe đăng ký.
cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay. Xin hẹn gặp lại bà con. Nó sâu vào trong đó chắc cũng phải hơn 500 mét. Bánh sầu riêng hả em? Bánh mì nhưng mà mình pha trộn hương vị sầu riêng thôi chứ hả? Nhưng mà cái dàn bánh như là cái mùi sầu riêng. Bên cạnh đó thì có thêm lạp xưởng nước. Bà con thấy chưa? Đây, cái gì bên trong này? Như cái mùi sầu riêng chưa? Người nửa cái này, người nửa này. Người nửa cái ăn thưởng thức. Ngon không? Anh review luôn chứ, thấy ngon không ạ? Em ở phía Bắc à? Em ngoài Bắc. Vô đây định cư chưa? Durian Thái Lan. Ngon. Hương vị giống đúc sầu riêng luôn. Em có truyền nghề không em? Dạ. Truyền nghề không? Truyền luôn. Truyền luôn, truyền nghề luôn. Được, ngon đấy, ngon. Hơi ngọt chút. Một cây trái tim. Xa xa ngoài kia chúng ta thấy có những cái con tàu, con thuyền chở du khách ngắm cảnh trên sông Hàn về đêm. Bây giờ nó đang luồn dưới cầu Rồng. Chúng ta ngắm tòa nhà với cây phóng chung quanh như một cái màn hình vĩ đại. Khi thì cái cảnh này, khi thì cái cảnh khác rất là đẹp, thu hút. Là một cái điểm sáng bên cạnh sông Hàn, gần cầu sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Một cái công viên bên cạnh sông Hàn, ngay cầu Rồng, chúng ta thấy có rất nhiều cây trái tim. Mỗi cây, mỗi cột như vậy phải hàng trăm cái trái tim đung đưa lủng lẳng. Bây giờ chúng ta đi cầu thang lên trên bề mặt cầu Rồng. Chào cầu Rồng, hôm nay hẳn phun lửa ha. Chụp ảnh lấy liền. Một con rồng vươn mình ra biển Đông. Về đêm khá là rực rỡ bà con. Nó uốn lượn tạo thành những cái gợn sóng, cũng như là khơi dậy cái tinh thần con rồng đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng. Nó cũng có sự đổi màu giống như cầu Trường Tiền vậy. Chúng ta thấy không những là cây thân con rồng uốn lượn lên xuống mà cái lăng can cầu cũng là coi như sống trong nhịp nhàng.